Huấn luyện viên Singapore nhận định sớm Ấn Độ tuyệt vọng trước đội tuyển Việt Nam. Tối ngày 24 tháng 9, đội tuyển Ấn Độ có trận hòa vất vả với đội tuyển Singapore, qua đó tạo lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối tại giải sở hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Đội tuyển Singapore thể hiện màn trình diễn hoàn toàn khác so với trận đấu gặp Việt Nam khi mà họ gặp đội tuyển Ấn Độ vào tối ngày 24 tháng 9. Tiền đạo chủ lực Ikasafani của đội tuyển Singapore đã được ra sân ngay từ đầu. Đội bóng đến từ đảo quốc sứ tử là một đội chơi tốt hơn ở 15 phút đầu tiên. Họ đẩy cao đội hình và tự tin phối hợp khiến cho hàng thủ của đội tuyển Ấn Độ lúng túng. Phút thứ 36, Singapore bất ngờ vươn lên dẫn trước, bàn mở tỷ số trận đấu do công của Ikasafadi. Tuy nhiên, đội tuyển Ấn Độ với việc sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng hơn đã nhanh chóng chiếm được bàn gỡ. Phút thứ 43, đội trưởng Cherry đã chuyền bóng thuận chân để cho Kurunizan băng xuống dứt điểm gọn gàng và gỡ hòa 1-1. Trong hiệp 2, Singapore và Ấn Độ đã tạo thế cân bằng với những pha ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Tuy nhiên, những pha ham thành của cả hai đội thì đều không cho thấy sự sắc sảo như trong hiệp 1. Khi mà có cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau, thủ môn của Singapore là Suni và Hanhu của Ấn Độ đã giải hòa thành công để trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này thì buộc Ấn Độ phải đánh bại đội tuyển Việt Nam mới có thể giành ngôi vô địch. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần một kết quả hòa là đã đăng quang. Chia sẻ sau khi có trận hòa đau đớn, huấn luyện viên Ấn Độ nói: "Có được sự trở lại của Suni là một điều tuyệt vời với cá nhân tôi cũng như đội tuyển Ấn Độ. Như các bạn đã biết là các học trò của tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới nên không có được phong độ cũng như là thể lực tốt nhất. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng mà việc chọn vị trí ở những tình huống dứt điểm cuối cùng thì lại không tốt, nhất là trong hiệp 1. Trong trận đấu ngày hôm nay, Singapore đã thay đổi khá nhiều so với trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước đó. Thật sự có nhiều điều mà tôi không hài lòng ở các học trò trong trận đấu này, như là việc chơi quá nhiều chạm trong khu vực nguy hiểm khi mà pressing tầm cao thì họ lại không có được vị trí dứt điểm tốt. Về trận đấu tiếp theo vào ngày 27 tháng 9 gặp đội chủ nhà Việt Nam, ông Stimac nói, sau trận đấu này thì chúng tôi chắc chắn có được vị trí thứ hai của toàn giải, hoàn toàn là một bước đầu tiên đã hoàn thành xong. Và tiếp theo là trận gặp Việt Nam, đội tuyển Việt Nam chắc chắn mạnh hơn Singapore, nhưng mà mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng và cố gắng để giành được chức vô địch. Bên phía đối diện, huấn luyện viên Takayuki của Singapore chia sẻ, đây là giải đấu quan trọng để Singapore chuẩn bị cho AFF Cup và chúng tôi phải chơi tốt hơn và đặt mục tiêu cho trận đấu. Những cầu thủ thì phải cần chơi tốt hơn nữa và đặt mục tiêu cho bản thân. Cầu thủ phải đáp ứng được cường độ nhiều hơn. Singapore rất vui và tự hào khi mà có mặt ở đây. Sau trận đấu với Ấn Độ, đội tuyển Singapore sẽ trở về nước vào ngày 25 tháng 9. Trước khi trở về nước, các phóng viên muốn huấn luyện viên Singapore đưa ra dự báo của mình về trận Ấn Độ và Việt Nam. Ông nói, cơ hội hiện tại vẫn chia đều cho cả Việt Nam và Ấn Độ, nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi và chia sẻ của các cầu thủ Singapore, với tôi sau trận đấu vừa qua thì tôi nghĩ Việt Nam sẽ là nhà vô địch. Không có gì phải bàn cãi về sức mạnh của thầy trò ông Park lúc này. Ấn Độ có thể lực và thể hình tốt, tuy nhiên để đánh bại Việt Nam vào lúc này thì họ cần thể hiện nhiều hơn thế. Ông kết lại, phát biểu của huấn luyện viên người Nhật Bản có thể nói là một nhận định sát nhất của chúng ta có thể nghe lúc này. Đây là người đã đối đầu trực tiếp với Việt Nam và Ấn Độ trong hai trận đấu vừa qua. Và với trình độ của một huấn luyện viên thì kết quả của trận đấu này là không khó. Huấn luyện viên Ấn Độ sau khi mà chỉ có thể chơi hòa trước Singapore thì cũng đã phải thừa nhận Việt Nam rất mạnh mẽ khi mà có thể thắng dễ dàng đảo quốc sư tử tới 4 bàn. Thêm vào đó, ông cũng không tiếc dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi rất chất lượng, những đường truyền, chơi bóng tốt, đủ khả năng cho pressing ở giữa sân và pressing tầm cao. Bóng đá Việt Nam đang có một tương lai sáng lạn và đội tuyển Việt Nam, theo tôi đánh giá là một đội bóng tiềm năng nhất. Ông Stimac nói, sự thật là như vậy, rất cảm ơn những lời khen của hai vị huấn luyện viên đội tuyển khách mời. Tuy nhiên, những lời khen đánh giá tốt đó sẽ không khiến cho các cầu thủ của chúng tôi đắc thắng mà lơ là việc tập luyện. Ông Park và toàn đội vẫn đang chăm chỉ tập trung cao độ trước ngày thi đấu với đội tuyển Ấn Độ. Bởi vấn đề không chỉ nằm ở việc thắng thua như là trận đấu quá dễ với Việt Nam, mà vấn đề là ông Park phải tìm ra sự kết hợp hoàn hảo giữa người cũ và người mới. Việc kết hợp sức khỏe và kinh nghiệm sẽ tạo ra một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ, có chiều sâu hơn trước khi mà AFF Cup cuối năm khởi tranh. Trong trận đấu với Singapore tối ngày 21 tháng 9, thầy Park hầu như lựa chọn phương án thử nghiệm với những nhân tố mới. Dĩ nhiên, xíu sát đàn em thì có một vài gương mặt trụ cột như Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đình Trọng, kể cả Văn Quyết trở lại 2 năm. Nhưng mà nếu phân tích kỹ, những cầu thủ có vai trò dẫn dắt ấy thì cũng vừa chân ướt chân ráo, tập trung bởi vì họ đã nghỉ vì chấn thương quá là lâu. Những cầu thủ vào từ băng ghế dự bị thì cũng có vấn đề này vấn đề kia mà thầy Park cần phải kiểm tra. Vậy nên trận gặp Ấn Độ sắp tới, huấn luyện viên Park sẽ lựa chọn nhân sự ra sao và có tiếp tục thử nghiệm hay không? Dĩ nhiên thầy Park sẽ không triệu tập Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Văn Hậu, Ngọc Hải, Văn Thanh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn và Tiến Linh. Tập trung đội chỉ để cho vui.
Dự đoán đây sẽ là một bộ khung của huấn luyện viên Hàn Quốc đã định sẵn và rất tiếc là Hoàng Đức không thể có mặt vì đã dính chấn thương. Với lực lượng này, tùy theo diễn biến và lối chơi của đội tuyển Ấn Độ mà thầy Park sẽ điền tên ai. Với những diễn biến từ SEA Games 31 và các trận sở hữu cho thấy, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi mà đối phương áp dụng lối chơi là phòng thủ nhiều tầng. Ví dụ như huấn luyện viên Park đã thử nghiệm với các màng miếng chống dựng xe bus với đội tuyển Singapore để có thể khởi động lại ở AFF Cup 2022 vào cuối năm. Với việc sử dụng nhiều nhân tố mới và dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm trong trận gặp Ấn Độ cho thấy, huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng việc tìm kiếm những nguồn lực bổ sung để tạo sức bật cho đội tuyển sau nhiều năm gặt hái thành công với một bộ khung nhân sự không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên thực tế không phải đối thủ nào thì cũng chơi phòng ngự số đông trước đội tuyển Việt Nam. Bên thầy Park thì cần phải có nhiều phương án, trong đó có lưới đá truyền thống chắc hẳn cũng sẽ được xây dựng và kiện toàn và rất cần những yếu tố chủ chốt quan trọng. Đó cũng chính là những ngôi sao vắng mặt ở Singapore như là Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng hay là Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh. Đây đều là những cầu thủ mà ông biết khá là rõ, nhưng Văn Khang, Đình Duy, trẻ trung đầy tiềm năng có thể mang tới nguồn lực mới, nhưng cũng chính là lính mới đang tập làm quen với đội tuyển, hay là Văn Quyết, Tuấn Tài như Mạnh Dũng có thể là những giải pháp tiếp theo. Chẳng hạn Văn Quyết là lựa chọn khi Quang Hải không thể rời Pau FC về tham dự AFF Cup. Tuy nhiên là những dự đoán trên vẫn chỉ là dự đoán, biết đâu thầy Park lại điền thêm một vài cầu thủ trẻ vào đội hình dày dặn kinh nghiệm để có thể kèm cặp hoặc là làm đàn em để Sa Bàn và Thị Phi những chiêu thức mới. Hãy cùng chờ đợi vào tối ngày 27 tháng 9 để biết được rốt cuộc ông Park đang tính gì cho trận đấu tới. Chuyển qua thông tin về sự chuẩn bị của các đối thủ khác trước thềm AFF Cup ngày hôm nay. Vào ngày hôm qua, Indonesia cho thấy lực lượng của mình khi mà có chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn ở Curacao. Sau trận thắng Curacao, huấn luyện viên Shin nói: "Quả thực là Curacao có thứ hạng FIFA hơn hẳn chúng tôi. Thế trận của họ cũng vượt trội, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi mà để cho đối thủ ghi bàn mở tỷ số, nhưng vẫn có thể lật ngược tình thế. Các cầu thủ của tôi đã làm việc chăm chỉ và chơi tốt, tôi cảm ơn họ." Đó là sự khiêm tốn của huấn luyện viên Shin bởi Curacao có thứ hạng xếp cao hơn rất nhiều so với Indo. Sau khi bị dẫn bàn thì tiền vệ Mark Kerlock đã cân bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Indo. Arianto đã đánh đầu nâng bàn tỷ số 2-1. Trận đấu đã trở nên cân bằng khi mà một cầu thủ gỡ hòa 2-2 cho Curacao ở phút thứ 25. Nhưng Indo tiếp tục gây sốc với bàn thắng, dẫn trước 3-2. Dimas đã có một bàn thắng lịch sử giúp cho Indo thắng chung cuộc. Cân nhắc, Curacao đã vô địch King Cup 2019 sau khi đánh bại cả Thái Lan lẫn Việt Nam. Curacao có thứ hạng FIFA rất cao và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Thắng Curacao cho thấy Indo đang trở thành một đối thủ đáng sợ ở Đông Nam Á. Năm ngoái Indo đã tiến vào vòng chung kết AFF Cup. Đây là thời điểm các học trò của huấn luyện viên Shin còn trẻ và non kinh nghiệm. Có thể thấy Indo đang tiến bộ vượt bậc và đội bóng của huấn luyện viên Shin được đánh giá là có lối đá nhanh và giàu thể lực, không ngại va chạm. Ở AFF Cup 2022, Indo nằm bằng B với Thái Lan. Họ sẽ là ứng cử viên nặng ký trong ngôi vô địch và có khả năng đụng Việt Nam ở bán kết. Đội bóng của huấn luyện viên Shin sẽ là thách thức lớn cho tham vọng của huấn luyện viên Park.